Sáng nay tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra giải vô địch đua giỏ Composite quốc gia lần thứ 3 năm 2023. Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2 tháng 9. Phóng viên Quốc Thới đưa tin từ sự kiện độc đáo của cư dân vùng sông nước Nam Bộ. Hôm nay có mưa từ sáng sớm nên lượng khán giả đến xem và cổ vũ không đông như những lần trước. Giải năm nay quy tụ 90 vận động viên, huấn luyện viên và trưởng đoàn đến từ các tỉnh thành tham gia. Các vận động viên tham gia tranh tài ở cự ly đua 600m, phương tiện là giỏ composite chiều dài 5,9m, sử dụng động cơ xăng 7 mã lực, có 14 đơn vị trên cả nước tham gia. Giải vô địch đua giỏ composite quốc gia lần thứ 3 năm 2023, tiền thân là giải vô địch giỏ composite đồng bằng sông Cửu Long, được tổ chức liên tục từ năm 2015 đến năm 2019. Được sự chấp thuận của Tổng cục Thể dục Thể thao, thành phố Cần Thơ đã nâng cấp lên thành giải vô địch giỏ composite quốc gia từ năm 2020 cho đến nay. Cuộc tranh tài diễn ra quyết liệt giữa các tay đua qua từng vòng, cuốn hút người xem. Đây không chỉ là dịp để các vận động viên thể hiện tài năng, mà còn là nơi giao lưu, tạo sự gắn kết giữa những người yêu thích bộ môn thể thao, gắn liền với phương tiện sinh hoạt hàng ngày của cư dân vùng sông nước. Tổng giải thưởng là 150 triệu đồng, trong đó giải nhất trị giá 50 triệu đồng. Ngoài ra, các nhà tài trợ còn tặng hiện vật cho các vận động viên đạt giải cao. Thông qua phương tiện gắn với việc đi lại sinh hoạt hàng ngày đã tạo ra sân chơi lành mạnh, rèn luyện sức khỏe. Qua đó, Cần Thơ muốn tạo dựng sản phẩm du lịch độc đáo, mới lạ, mang tính đặc trưng vùng miền, phục vụ du khách.